Loan xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì Loan sẽ làm món kết nát kiểu của người Ru ở cả nhà. Thì hôm nay khách đặt Loan thì Loan sẽ làm. Ở đây Loan có là 5 kg 4 kg thịt thịt đùi heo á. Mình mua 4 kg thịt đùi heo với lại 1,5 kg mỡ. Xong rồi mình xay, mình rửa sạch, mình xay cho nó nhuyễn nha cả nhà. Rồi bắt đầu chuẩn bị cho lon nguyên liệu tiếp theo á. Ở đây á, là lon có là 50g muối, 50g hạt nêm với lại 15g tiêu. Tỏi á, thì lon sẽ sử dụng là 120g, 120g tỏi. Ở đây á, lon cho thêm vào đây á, là một cái gói này là gói ớt bột của cả nhà 17g. Và đây là cái chim bù để tạo cho cái xúc xích đó, cái kết nát của mình nó sẽ ngon hơn. Mình sử dụng là 8 gram. Rồi, cái này là ớt ớt khô của cả nhà. Thì Loan sử dụng ở đây là 8 gram. Bây giờ Loan sẽ cho cái này vào trong cái tô gia vị luôn nha mọi người. Đó. Con cho hết cái gói này vào trong. Đó, đây là ớt bột nha cả nhà, mình sử dụng là 17 gram. Do là lon cái cây mà để lon quay video nó hư rồi cả nhà, lon chưa có mua. Cho nên là một tay lon làm một tay lon quay á, nó hơi khó khăn một chút xíu. Ớt khô này thì nó sẽ cay nha cả nhà. Rồi bắt đầu á, thì Long sẽ cho nước vào đây nha cả nhà, cho nước vào trong cái tô gia vị này nè. Long sẽ cho khoảng tầm á là 400 ml nước vào trong cái tô gia vị nè, rồi mình trộn đều lên. Mình trộn cho nó ngấm đều cái gia vị đó nha mọi người, để hồi mình cho vào trong thịt. Tỏi sau khi mà mình ép cho nó nhuyễn rồi đó cả nhà, thì bây giờ mình sẽ đâm đâm cho nó nhuyễn, nó thiệt nhuyễn luôn nha cả nhà. Tỏi mình giã cho nó nhuyễn vậy là được rồi nè. Bây giờ Loan sẽ cho vào trong cái tỏi này nè là 50 ml nước. Rồi mình sẽ dùng cái muỗng mình trộn đều lên để hồi mình cho vào trong thịt đó cả nhà. Rồi bây giờ Loan sẽ đổ nguyên cái hỗn hợp sốt này vô trong cái thịt. Mình sẽ đổ từ từ nha cả nhà. Rồi mình dùng tay mình sẽ bóp trộn đều lên. Nhồi đều một lúc rồi bắt đầu mình sẽ cho tiếp từ từ. Rồi trộn tiếp.
Nãy giờ mình trộn nó đều rồi cả nhà. Mình trộn nãy giờ á. Xong rồi bây giờ bắt đầu tới lượt nước tỏi. Cái nhà thịt thịt của mình làm trộn xong nhìn nó ngon lắm luôn cả nhà, tâm phức luôn à. Thịt của mình trộn gia vị xong rồi nè cả nhà. Cái này mình cho vô tủ lạnh đó, mấy tiếng, 1-2 tiếng để cho nó ngấm cái gia vị của nó. Rồi bây giờ mình sẽ cho nhồi nha cả nhà. Còn cái này là cái ruột heo á, mà mình mua ở ngoài chợ á, người ta ngâm muối, người ta cho vào muối trong đây rất là nhiều để cho giữ được cái lâu á, không bị hôi cả nhà. Mình mua về nhà mình ngâm nước rồi mình sơ chế rửa muối rượu giấm rồi cho nó thơm rồi sạch sẽ rồi đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ đem đi nhồi nha, cái lòng này, nó mỏng dính luôn á. Giờ luôn chuẩn bị lần gắn cái ruột vào trong cái máy đấy không mình làm. Kích nát của mình làm xong rồi nè cả nhà. Cái này mình làm nhỏ nhỏ đó, khi mà mình nướng ăn á, thì ăn nó không có ngán bằng cái bự. Ở bên đây thường là người ta sẽ làm cái nó to hơn nha cả nhà, nhưng mà này là luôn làm như vậy là nhỏ rồi đó. Cái này mình bỏ vô tủ lạnh, khi nào ăn thì mình lấy ra mình nướng. Kích nát với lại thịt á, thì luôn cho luôn nướng ở trên chảo á cả nhà. Mình cho dầu vô rồi mình cho kích nát vô, mình để lửa riu riu vậy nè, nướng lên nó vàng và rất là thơm ngon luôn á.